Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung diễn viên chê Á hậu Hương Ly bắt tay to, quán quân được phây bụng mỡ, thường xuyên thích khoe body nóng bỏng. Phương Trinh Jolie đang là cái tên nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Á hậu cho tới quán quân đều bị chê. Tối 26 tháng 5, nhà thiết kế Đỗ Long đã tổ chức show thời trang mang tên Gia Nhân và thu hút rất nhiều các ngôi sao nổi tiếng. Xuất hiện tại sự kiện của nhà thiết kế Đỗ Long là những ngôi sao đỉnh đám nhất hiện nay như Huyền Baby, Ngọc Trinh, Thủy Tiên, Hari Won, Trấn Thành, Hoa Minzy, Phương Anh Đào. Ngoài các khách mời, chương trình cũng hội tụ những người mẫu hàng đầu hiện nay sẽ đảm nhận vai trò là người mẫu trình diễn trong chương trình như người mẫu Vũ Thúy Quỳnh, người mẫu Hương Giang, Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Miss Universe Việt Nam 2023, Hương Ly, Á quân The Dimentor Như Vân, quán quân The Face Việt Nam 2023 Huỳnh Tú Anh. Sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người mà cả những câu chuyện hậu trường cũng trở thành chủ đề gây sốt. Và lần này, cái tên được nhắc đến chính là Phương Trinh Jolie. Nguồn cơn bắt nguồn từ việc Phương Trinh Jolie và ông xã Quý Bình là khách mời của show diễn và được ban tổ chức sắp xếp ở vị trí khá đẹp. Vì thế, cô nàng đã vui vẻ livestream cho fans ở nhà của mình có thể cùng xem show. Nhưng thay vì khen ngợi hay nhận xét một cách tích cực thì Phương Trinh Jolie lại có những lời lẽ không mấy hay ho khi nói về body của đàn em. Thậm chí, Phương Trinh Jolie còn thẳng thừng chê Á hậu Hương Ly bắp tay bự hơn mẹ hai con. Cụ thể, Phương Trinh Jolie nói, chê cái bắp tay nha, bắp tay này phải đi tập lại nha, bắp tay này còn bự hơn mẹ hai con nha. Cái vai kìa má ơi, người mẫu là phải thon thả, người mẫu không được như vậy. Không dừng lại tại đó, đến người mẫu Huỳnh Tú Anh, quán quân The Face Việt Nam cũng bị chung số phận, bị chê giống Hương Ly. Cô bị đàn chị nhận xét, bụng hơi mỡ nha, ngấn ngấn nha, người mẫu mà cái người mỡ tôi không chấp nhận nha. Video nhận xét Hương Ly, Tú Anh của Phương Trinh Jolie được chia sẻ mạnh, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang miệt thị ngoại hình người khác phải chia sẻ công khai lên mạng. Cùng là phụ nữ như nhau nhưng nói những câu nghe điếng người, ngay sau nhìn lại bắp tay mình tự nhiên buồn ngang, không hiểu sao có thể bình luận ngoại hình người khác một cách công khai như vậy, khán giả bình luận. Số khác cho rằng bắp tay Hương Ly là kết quả của tập luyện, cơ thể của Tú Anh cũng không nhiều mỡ đến mức bị mang ra bàn tán. Sau khi xem show, Phương Trinh về nhà tiếp tục livestream, nữ diễn viên liên tục cho rằng việc nhận xét cơ thể người khác là bình thường. Phương Trinh Jolie là ai? Sau những lời nhận xét có phần kém duyên của Phương Trinh Jolie dành cho Hương Ly và Huỳnh Tú Anh, nhiều người đã tò mò danh tính của người đẹp sinh năm 88 này. Theo nhiều người, không rõ Phương Trinh Jolie là ai, nhưng việc nhận xét vóc dáng của một cô gái với những lời lẽ đó, đặc biệt là khi họ đang làm người mẫu trên sàn diễn, là điều khá kém nhã. Phương Trinh Jolie sinh năm 1988, quê An Giang, cô được biết đến khi đoạt giải đặc biệt cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2006. Năm 2011, cô gia nhập nhóm Amigo G cùng Ngân Khánh và Lan Trinh, nhưng nhóm nhanh chóng tan rã. Năm 2014, cô đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie để theo đuổi con đường solo. Phương Trinh Jolie từng phát hành các MV như Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nabodilayu. Bên cạnh đó, Phương Trinh Jolie còn lấn sân điện ảnh qua một số bộ phim truyền hình ăn khách như Bầu Cạp Tím, Sù Gió Có Thổi, Tình Yêu Tìm Lại, Mẹ Chồng Nàng Dâu. Năm 2022, Phương Trinh Jolie tổ chức đám cưới cùng diễn viên Lý Bình. Tại lễ cưới, cô lần đầu công khai con gái riêng 9 tuổi tên Mia. Sau khi kết hôn không lâu, Phương Trinh Jolie và chồng chào đón cậu con trai kháu khỉnh. Hiện tại, Phương Trinh Jolie hiện đang kinh doanh online. Trên trang cá nhân của mình, Phương Trinh Jolie thường xuyên đăng tải các bộ ảnh gợi cảm, khoe body nóng bỏng. Phương Trinh Jolie từng tâm sự, tôi đã có chồng và có con rồi nên suy nghĩ cũng chín chắn hơn cái thời còn bồng bột. Phát ngôn nông nổi, tôi thấy mình trưởng thành hơn, biết lùi lại một chút trong một cuộc tranh cãi, mình thắng hay thua cũng không còn quan trọng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.